Mến chào tất cả các bạn. Như các tập trước mình có chia sẻ cho mọi người biết về hoàn cảnh của một người phụ nữ năm nay khoảng hơn 30 tuổi các bạn, sống và ăn ngủ ở trong khu vực nhà mồ đây. Thì theo như cái tình cảnh mà chị nói cho mình được biết, và do khúc mắc của gia đình các bạn, do khúc mắc với gia đình nhà chồng, cho nên chị chọn cái cách mà vào trong cái khu vực nghĩa địa này sống 3 tháng nay các bạn. Thì như các bạn nhìn thấy thì hàng ngày chị ngủ giữa hai cái ngôi mộ, và hàng đêm gặp những cái chuyện mà tâm linh mà khi mà kể ra thì mình cũng khá là sợ, cũng như là nổi da gà luôn. 3 tháng nay là chị sống ở đây, phải xa chồng xa con. Thì theo như mình được biết thì không phải là chị có khúc mắc cũng như gia đình vợ chồng có cái chuyện xích mích xảy ra, mà là do xích mích với gia đình bên nhà chồng. Cho nên là chị chọn cái lối sống như thế này để không có muốn tiếp xúc với gia đình nhà chồng nữa. Thì hôm nay quay trở lại thì cũng muốn giúp cho chị một chút vốn để bán vé số. Này là chị đang sợ trời mưa, cho nên chị lấy quần áo vào đây chị trùm vào trong một cái miếng. Cái áo mưa để cho quần áo phải ướt. Và đêm hôm thì chị nằm ở đây chị ngủ luôn các bạn. Hồi đó cũng liên hệ, cũng hứa hẹn hai anh em ngoài đó liền. Đúng không? Có cần đến không? Sau khi anh với Nguyễn hai ngày nay không vô? Có hai người đàn ông kia ghé. Có chuyện gì đó? Đến đây để làm gì? Ghé nó làm phào. Ý là thấy chị là phụ nữ sống ở đây một mình đúng không? Dạ. Cho nên là có một vài người đàn ông tới đây giống kiểu tiếp cận hả? Ngồi đó đó. Là ngồi đây người ta em không tiếc. Người ta tán tỉnh hay sao? Không. Nói là mày ngon lành vậy đó, mày dụ dỗ người ta. Mày nhà cửa mày có mà tại sao mày không về? Mày để mày lên mạng mà để coi mặt chó mày trên mạng chơi vậy? À, có người ta nói vậy á hả? Dạ. Chị có biết đấy là ai không? Không, em không gần. Vậy là chắc là cũng có khả năng là mình có hiểu một chút vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề này không tiện nói. Cũng có khả năng là do là gia đình bên nhà chồng đi. Đại loại như vậy đi, thấy chị này giống như lên trên mạng nói chuyện để kể như vậy. Rồi bắt đầu là sợ ảnh hưởng, rồi bắt đầu là cũng có khả năng là mướn người. Ôi, em xin tề cái câu nói đó nghe đừng. Là có nghĩa là không muốn cho chị, không được. Muốn cho chị nói cái chuyện đấy ra đúng không? Còn mấy người đó có địa phương này hay không thì em không biết. Chỉ biết là người lạ thôi. Nếu mà đề cập bên gia đình chồng em là em phản đối. Có nghĩa là những người đấy là lạ mặt không biết chị đúng không? Dạ. Và chị cũng không biết người ta đúng không? Dạ. Vô đây là một người chạy xe Honda, người chạy chiếc gì đó em không biết nữa. Gọi là hai người tới đây vào đây và ngồi nói chuyện với chị thôi đúng không? Em đang giấc ngủ, em nằm trong này nè, ngồi đó rồi chửi chí xô chí xào đó rồi đi. Chửi xong là đi thôi đúng không? Chắc có lẽ là chị nợ cái tiền giấy căn cước gì đó không? Phải mấy người đó không? Không, hai người này lạ. Lạ hả? Hôm nay cũng đến đây, nói chung là cũng lần này chứ có vụt nữa rồi, cũng mấy lần rồi. Thôi em cũng bận việc quá ha, cũng gửi lại cho chị nha. Số tiền của chị là nợ lại là còn lại bao nhiêu chị nói đi. Còn 230 ngàn. 230 ngàn, lúc đó là chị thế chấp cho họ là 500. À, mỗi ngày chị chi trả cũng như là tiền lãi gì đó là 25.000 mỗi ngày phải không? Dạ. À, chị cũng trả dần dần rồi, còn nợ lại là gốc là 200 mấy chục ngàn phải không? À, em tròn cho chị tiền cá nhân của em nha. Em tròn cho chị để lại cho ta ha. Chị yên tâm nha. Về trường hợp mà hai người đã đến đây thì em không biết hả? Không, em vấn đề đấy em không biết. Vừa rồi cũng như là Nguyễn cũng có từng dự đoán rồi. Sau khi các em đến đây chia sẻ thì có thể là Nguyễn sẽ gặp những chuyện khó khăn. Số khoảng khi chúng ta đến đây thì thấy được rất là nhiều công việc. Mưa gió một lát hay sao mà chị ngồi được đây? Mưa là chị lại cuộn tròn vào chỗ đó hả?
có nếu cái nào tùy theo mưa hướng nào hướng đó thì em kéo xích lên. À, còn nếu mà mưa hướng này thì em kéo đó xích xuống. Có khi nào mà trời mưa mà chị phải không ngồi được ở trong này mà phải chu máu mưa không? Không, cái vấn đề đó là chưa có. Nếu mà mưa lớn quá thì chị đi chỗ khác hả? Không, nếu mà mưa lớn quá em cuộn cái này lại em ngồi trong góc. Em ngồi cũng ngồi cuốn này nè. Cũng ngồi vậy luôn. Vâng. Mà nói thật ban đêm ai đi ngang qua đây mà thấy chị ngồi đây chắc là tim bắn bắn ra ngoài luôn đó. Có rồi, có ông kia đi ngang có nói rồi, nói cái gì không, có người phụ nữ ngồi trong này nè. Má làm hết hồn. Làm hết hồn giữa đêm khuya. Thực sự là nếu mà thực sự mà phải như em mà em đi em mà gặp chị mà ngồi đây chắc là em về em chắc nói thật là em chết luôn. Chuyện nhạy cảm không nói. Như nhà trọ là chị mướn là 800.000 một đấy hả chị? Vâng. Lúc trước chị mướn nhà trọ được bao nhiêu ngày? Em mướn cũng được 2 tháng. 2 tháng hả? Rồi bây giờ là cũng đang mong muốn là có tiền để mà mướn nhà trọ đúng không? Vâng. Bây giờ giả sử như có ai người ta cần người làm á chị mà ở trên thành phố chị đi không? Mà hỏi bằng cái gì mới được chứ? Có nghĩa là đi mình công ty giày dép hay là mình một cái gì đó được không? Nếu mà có cơ sở mà ấy thì em cũng đi mà. Nhưng mà nếu mà xa chồng xa con chị có đi được không? Chắc không. Không hả? Xa chồng thì bình thường mà xa con không sao không nổi đâu. Thì là mình làm mình có tiền lâu lâu mình về mình thăm. Cái vấn đề đó em chưa nghĩ tới. Chưa nghĩ tới hả? Bây giờ chị có thể suy nghĩ không? Là có nghĩa bây giờ ví dụ như ở trên thành phố đi, có người họ muốn tạo công ăn việc làm cho chị thì chị có thể nào lên thành phố làm được không? Bọn em cố gắng tạo điều kiện xem có ai cần người làm á, bọn em giới thiệu cho chị. Để từ từ đi em suy nghĩ. Từ từ suy nghĩ hả? Vâng, chú quyết định gọi vàng quá. Có nghĩa là giờ cũng chưa quyết định được đúng không? Vâng, chưa quyết định được. Mặt ra đây được không chị? Mời quay quay người ra đây này. Nãy giờ thấy một cái nón không ạ? À? Thấy chị cũng khá là hiền lành chứ không phải là... Gọi nón ra đây chị. Nói em đỡ quen rồi. Như những người mà bọn em gặp mà sống ở trong nghĩa địa này, một nhưng mà riêng gọi là không phải là vì những cho nên là nó rất thì không có thể tiện chia sẻ cho anh em biết, cũng mong mọi người thông cảm. Thì nói chung là bây giờ chỉ mong sao chia sẻ lên để có ai giúp đỡ cho chị được. Thứ nhất là có công ăn việc làm, cái thứ hai nữa là có ví dụ như một chút gì đó để em mướn cái nhà trọ để ở vào ổn định cuộc sống, để cho chị có thể đi làm được và có tiền để lo cho con chị đang đi học. Đứa lớn nhất là học lớp mấy chị nhỉ? Lớp 9 hả? 3 năm nữa là học cấp 3 rồi. Thì bây giờ cái gánh nặng về ba đứa con này cũng là khá là nặng nếu như chị không đi làm. Trong khi đó thì chồng của chị thì chỉ là giống kiểu là đi làm là ai mướn gì làm đấy thôi, chứ không có một cái công việc ổn định. Mà trong khi đó thì chị giờ chị ở ngoài đây thì công việc của chị cũng không có và cũng không làm được thu nhập, cho nên là thấy cái tình cảnh của chị cũng khá là thương. Nói chung là anh em tới đây chia sẻ thì cũng mong sao là có người thương và giúp đỡ cho chị một số vốn bán vé số này, hay là ví dụ như thế là có nhà trọ ở này, hay là có công việc làm. Và như đằng nãy bạn Nguyễn thì bạn ấy có giúp cho chị ra rồi, thì trong đó cũng còn dư một tí chút. Một lát nữa thì em cũng có một tí em gửi cho chị, thì chị xem cái số đấy có đủ tiền để chị lấy 50 tờ vé số hay không. Nếu đủ thì chị lấy 50.000 vé số chị đi bán cũng được ha. Thì cái này cũng là tấm lòng của em gửi cho chị 500.000. 500.000 ha, là bắt đầu là chị trả cho người ta 200 mấy rồi, là còn lại 700 mấy. 700 mấy thì chị có thể là lấy 50 tờ và bán vé số trước. Còn ví dụ như ngày mai mà bán được hơn thì mình gộp vô mình lấy thêm 60 tờ, ví dụ vậy ha. Thì tạm thời cứ như vậy đi, thì mình cứ lấy một ít để mình bán, để mình kiếm tiền ăn hàng ngày đã. Chứ còn bây giờ mà mình lấy luôn cả một cục thì bây giờ nhớ mày bán ế hay như thế nào, có vấn đề gì xảy ra thì mình lại không có cái mình bù vô ha. Nhưng mà anh em có lục đục mà cứu vớt rồi có thấy vậy thì đi cũng... Dạ, nói chung là thấy qua tiếp xúc thì thấy chị Thúy cũng khá là người, không phải là người... gọi là thật thà đi, nói chung là đại loại là gặp một người thật thà, cho nên là cũng muốn tạo điều kiện để cho chị có một tí vốn, chị bán vé số để chị có thể nuôi sống bản thân mình được ha. Rồi khi mà làm nhiều tiền ra thì có thể là phụ chồng nuôi con nha chị nha. Nhặt giùm mình ấy, nó bay. Ông bà đòi à? Ông bà đòi. Không, sao lại ông ăn? Ở đây không có tiền ăn này chị. Mẹ. Không có ăn đâu,
trời ơi, chịu khó mà ăn vô nha, đừng có tiết kiệm quá là ốm là nằm ra đấy là vậy là chị sống tình cảm đó. Bởi vì có được bao nhiêu là dồn đưa hết cho con rồi, lấy tiền đâu mà ăn. Cái tủ này nó gì? Mấy cái câu chuyện của chị cũng khá là con vừa nãy nhìn gì rồi. Nói không nghe thấy thương không? Không có sẻ nào ăn không có xen vô được. Nhiều khi khán giả đã nói là tại sao chị thật lòng gì gia đình của chị nên ta giúp. Nhưng mà thật sự chị cũng có một cái số cái nỗi khổ chị không có tiền nói ra. Nhưng mà mẹ thì phải lo cho con là cái chuyện bình chuyện đương nhiên rồi đúng không? Đấy mưa đó. Thôi đây em gửi cho chị 500 ngàn nha. Ráng bán vé số rồi nhưng mà nhớ là ăn vô đừng có tiết kiệm quá nha. Ví dụ như mua gạo, mua đồ thứ mà ăn, lâu lâu cải thiện đi. Chứ đừng có tiết kiệm quá rồi gửi hết cho con rồi đến lúc mà mình không có tiền mình ăn đâu nha. Mình đi làm có tiền rồi mình gửi cho con sau cũng được. Cái chuyện mẹ lo cho con thì không ai cấm, nhưng mà mình phải lo cho bản thân mình. Để mình khỏe thì mình mới có thể là mình lo cho con mình được ha. Mấy hôm mà anh em đi khám bệnh cho chị đó thì cũng có thuốc rồi, chị uống mấy hôm là như thế nào sao à chị? Làm như em uống chịu thuốc. Chịu thuốc ha. Đó. Bây giờ hồi sáng em ăn cháo là em ăn em bới 3 lần mà giờ mới dùng lại chắc có thể là một chén. Vậy cũng mừng cho chị ha. Mà tới đầu tuần này đi tới khám thì em không biết sao nữa nè. Đầu tuần chị tới khám hả? Dạ. Tới khám ở đâu? Bệnh viện huyện mình nè. Bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện đây thì tái khám thì cũng đâu bao nhiêu tiền đâu, một lần khám bao nhiêu tiền? Ở đây đó đi về 50 ngàn đó. Đi về 50 ngàn cơ à? Tiền thuốc thì không có, như là bảo hiểm thanh hết. Thì có 50 ngàn thôi mà. Đâu có nhiều đâu. Thì chị bán vé số chị trích ra 50 ngàn chị đi xe ôm ra đấy chị bán vé số, còn không thì ví dụ chị đi bán vé số dòng dòng ra ngoài đó chị khám xong chị đi về. Sợ em đi không nổi, em đi xa em đi không nổi. Đi không nổi hả? Còn bây giờ nếu mà bán vé số thì chị bán ở đâu? Em đi bán vòng vòng khu vực này thôi. Dòng dòng khu vực này thôi chứ không có đi xa được. Yeah. Sau đó em mua xe đạp này. Xe đạp cũ bây giờ 30 ngàn. Chung là cái tình cảnh của chị cũng khá là thương và cũng như là bi đát. Một mình sống ở trong cái khu nhà mồ mà trong cái đó thì phải lo cơm áo gạo tiền rồi lo cho con nữa. Mới hỏi đi. Này mình thấy trời mưa này. Mưa trời đen thui luôn này. Trong cái đó thì chị thử suy nghĩ cái vấn đề mà ví dụ như thế là lên thành phố làm thử ai nha. Nhưng nếu mà bọn em chia sẻ là có ai mà cần người làm thì người ta sẽ gọi cho chị ha. Hoặc là bọn em sẽ liên hệ với chị và đưa chị lên đó nha. Mưa là nước hồi nó chảy hết vào đây. Bây giờ hiện tại bây giờ bốn anh em đứng ở đây là mưa là nó tạt vào người này. Nhưng mà chị đã ăn ngủ ở đây 3 tháng trời luôn. Nó tạt rồi. Mưa lớn lắm ạ. Chị, ví dụ như mưa là chị có nằm được không? Đâu nằm được đâu đúng không? Là chỉ ngồi ngủ này hả? Mưa là ngủ ngồi hả? Nó giọt khắp bốn phía luôn. Chứ đang nằm mưa thì không ngủ được mấy nào mà. Có. Có nước bão. Nước bão đây mà không biết là quả luôn. Đồ này là chị mua hay là... Ê, nó tạt. Lúc nó tràn vô tôi nằm luôn kìa. Là ngồi sát vào trong đây này, lạnh quá. Rồi
mưa nó đang lớn các bạn, cho nên là nước nó chảy vào chỗ nằm của chị gái này. Ồ, ồ, nó ướt màn luôn à, ướt mùng luôn kìa. Ừ, quán hả? Qua đấy ngồi uống nước. Cho em lấy cái mic đi. Đưa cái kia luôn chị, lấy cái kia luôn. Chị ơi, lấy cái kia luôn. Dẹp đồ vô không tí nữa ướt hết á. Ướt hết, ướt người, ướt người. Tạt tạt ướt hết rồi. Chạy đi. Chị uống cái gì chị? Uống gì? Uống đi đám mía đi. Lại giọng. Lại giọng à, lại cái chỗ giọng ta. Sao em thấy ở bên kia có cái nhà hoang gì hôm qua đấy ở? Ở đâu? Bên kia kìa. Nhà nào? Cái nhà bỏ hoang á? Nhà ta. Nhà người ta hả? Ừ. Chứ em tưởng nhà vào nhà bỏ hoang chứ. À, không phải là nhà bỏ hoang à? Những người đây em cũng không gần. Trước đến giờ chị đã ở nhà hoang lần nào chưa? Không. Mà là mới bước chân ra giang hồ thôi, cho nên là chưa ở nhà hoang bây giờ, chỉ ở cái địa thôi. Bước chân ra giang hồ hả? Mới bước chân ra giang hồ thôi. Ê, chị ở đó ban đêm ban hôm là có ai người ta vô không? Có lần nào mà đêm hôm có người vào không? Không. Không hả? Có từ lúc mà vụ quay này đó rồi mới có. Lúc trước là không ai biết. Nhưng do cũng mấy thằng tới quay vậy nên là... Cũng biết cái vụ đó mà nhưng không ai vậy á. Nó ban đêm mà đi ngang qua thấy mà một người phụ nữ ngồi trong cái địa mà trời đôi cái mũ nó trùng trùng đó thôi chứ chắc chết rồi này. Bữa em mặc đồ đen kìa, quần đen, áo đen nữa kìa. Không kìa, ông đi ngang la làm cái hới la làng luôn hả? Ừ. Ông nói trời ơi cái gì vậy? Làm nguyên bộ đồ trắng ngồi đấy, ai đi ngang qua chắc là vỡ tim rồi đấy. Vậy là thử suy nghĩ coi lên thành phố làm đi được, thì bọn em mà hỏi việc cho. Không, bữa này đấy, em từ từ suy nghĩ. Hả? Để từ từ suy nghĩ. Suy nghĩ đi nha. Nếu được thì lên trên đó bọn em xin việc cho làm. Chồng chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chồng em nay 42. 42, 42 là hơn chị 6 tuổi à? 5 tuổi. Kéo. Ôi. Bẻ ngửa cái lưỡi tao lên. Đúng rồi. Nhìn giống Việt Kiều ấy chứ. Rồi sáng giờ là mới chỉ ăn cháo, một chén cháo rồi thôi hả? Em nghe mọi người nói là chị tiết kiệm lắm. Toàn có để dành tiền cho con thôi chứ không có chịu ăn uống gì hết. Nói chung được nghe ta nói vậy. Phải ăn vô có sức khỏe thì mới lo cho con được. Không ăn nó làm gì, có tiền ở dưới nhà. Để ăn thì mới có sức để mà nuôi con, lo cho con, hiểu không? Chứ bây giờ mình nhịn ăn là đến lúc mà mình ốm ra đấy thì con nó còn lo hơn. Mai lấy thử 50 tờ bán với số thử coi. Ha. 50 tờ thì ngày kiếm được 50 ngàn, 50 mấy ngàn cũng đỡ. Được đồng nào hay đồng đó. Tính giờ ở không thì cũng đâu có ra tiền đâu đúng không? Đi lượm với cha một ngày được bao nhiêu chị? Không có, em đi em gặp chơi nào em lượm cho đấy thôi, em lượm biết bao lâu rồi có nhiêu đó. Là bao lâu thì bán? Em thấy chừng nào nó nhiều em mới bán. Nhiều mới bán? Đi được 5-6 ngàn, cao tay lắm là 11 ngàn. Bán được có 5-6 ngàn đó hả? Bèo chứ trời. Chứ rồi bắt đầu là 5-6 ngàn đấy là một cái tập nhiều khi cả tuần mới lượm được. Rồi lấy tiền đâu mà ăn trời. Mua mì gọi. Mua mì á hả? Mì bây giờ cũng là 5-6 ngàn rồi, một tuần mà làm được có một gói mì à? Một tuần là chỉ đủ tiền mua gói mì thôi. Xin cơm từ thiện hơn là nhiều.
Rồi bây giờ chị còn mong muốn gì nữa không? Dạ em cô không biết nói gì luôn nữa. Có gì mong muốn hay chị có cái suy nghĩ gì chị có thể nói chia sẻ với bọn em coi. Mình mong muốn cuộc sống mình sau này như thế nào? Thì sớm em cũng có nói rồi, giờ thì em có chỗ ăn chỗ ngủ đi rồi em đi bán vé số vậy thôi chứ giờ hỏi em giờ đầu óc em cũng lỏng. Là chị mong có chỗ ăn chỗ ngủ, có chỗ để bán vé số để nuôi con thôi đúng không? Thôi ráng lên, hy vọng là mọi người thương giúp đỡ cho chị số vốn nữa để mướn nhà ha. Rồi bắt đầu là lần sau có dịp nếu mà có ai giúp thì bọn em ghé bọn em thăm rồi mướn nhà cho chị ha. Chung là do cũng xa cơ thất thế cho nên là cũng chứ không ai muốn như cái cuộc sống như vậy đúng không? Đi khám bệnh cái là trốn chồng là đi ra ngoài nghĩ đi ở luôn. Ghê thật. Bắt đóng viện 500. Hả? Bắt đóng tiền viện 500, viện phí á. Đóng tiền viện 500. Được thế không? Trong mình không có tên nào rồi thôi đi luôn. À, rồi không có tiền cái là đi luôn. Thường em thấy người ta chỉ ví dụ như thế là vợ chồng lục đục thì người ta mới bỏ đi, đằng này vợ chồng vẫn yêu thương nhau mà lại đi. Nhưng mà thôi không nhắc tới cái chuyện cũ nữa ha. Chị Thúy ngày xưa là chị làm gọi là làm những qua những cái nghề gì rồi? Ngày xưa là công việc của chị ngày xưa làm cái công việc gì mà chị làm nhiều nhất? Nói chung hồi con gái là làm đa số nhiều lắm. Làm cái gì? Chẳng hạn như cắt lúa có, giữ trâu có, rồi giữ nít người ta có, rồi đi mằng cỏ có, rồi khi lớn lên đó là lục tôm, cũng như là làm nông lạnh đó. Rồi sau này thì đi làm ở dưới công trình khí đường đạm ở Cà Mau đó mới quen chồng rồi cưới hỏi nhau rồi vậy này luôn tới giờ. Có nghĩa là lúc đó là chồng chị xuống đó làm, dạ, gặp chị ở dưới đó, rồi hai người là quen nhau, có cưới không? Cưới. Cưới, xong đó về đây mới ở, về đây ở. Là hai vợ chồng là đi giống kiểu đi làm hồ gặp nhau. Không, làm công trình khí đường đạm. À, làm công trình, làm công trình được gặp nhau. Chỗ đó phải cần có trình độ, lúc đó chị trình độ học vấn gì á, như thế nào không? Cái học vấn của em cho em xin chấu đi. Em không muốn ai biết, thậm chí bây giờ gia đình của em còn chưa biết em học lớp mấy. Gỗ vậy? Đẹp, em không muốn ai biết hết chứ. Gia đình chồng hay gia đình mình? Gia đình bên chồng. Khi nào là thạc sĩ, tiến sĩ ngồi đây không? Chắc vậy quá. Rồi đâu có tới dữ gì đâu. Bà thạc sĩ, tiến sĩ đâu ngủ ngồn mà. Tại vì cũng tò mò câu chuyện của chị đó. Khi gia đình của chị đó, lúc nào chị ra ngoài chị sống là chị cố gắng chị che đậy đủ thứ hết. Em cố gắng để mình giúp chị. Nhiều khi anh chị ta cũng hỏi gia đình của chị đó mà chị không chia sẻ để biết sao giúp cho chị về tạm thời giúp cho chị là tạm thời thôi chứ không biết giúp sao bây giờ. Thì em cũng có chia sẻ, em nói như thế này, nếu mà gia đình bên ruột em sẽ chia sẻ hết, còn gia đình bên chồng em cho em xin. Em xin mình nếu không mà bà con cô bác ai có hỏi cho em gửi lời xin lỗi. Tại vì đó là bên chồng chứ không phải là bên em. Em không có quyền, em cũng không được phép. Có nghĩa là không được có quyền nói về người ta. Nói này nói nọ hay hoặc là cho dù em nói đúng đi chăng nữa, người ta nói em là nói sai rồi sao? Rồi bây giờ em không lẽ em thêm bớt rồi bất công đây rồi em mất lòng với gia đình em. Công lắm. Nói chung là chị không muốn nói thì thôi, bọn em cũng không có hỏi. Nhưng mà giả sử như bây giờ ví dụ bên anh em ruột nhà chị á là ở dưới quê á, bây giờ ví dụ như biết chị sống như vậy rồi muốn đón chị về chị có về không? Không, anh em của em sẽ không bao giờ đón, tại vì ai cũng nghèo khổ hết. Nghèo thì nghèo chứ, nhưng mà anh em nhiều khi thương nhau thì đưa nhau về sống đùm bọc với nhau chứ. Bây giờ anh trên Đồng Nai chẳng á, anh đâu có dưới quê. Có vợ chẳng rồi lập nghiệp chẳng luôn ở bây giờ. Thằng em cũng vậy. Giờ quê nhà mình còn nhà cửa gì không? Không, từ lúc mẹ mất tới rồi là tan nát hết. Con mẹ mất cái đó là tan đàn xẻ nghé. Ai sống phận người đó thôi đúng không? Rồi ngoại ước về nuôi, là ở nhà ngoại. Rồi khi lớn lên đó rồi ngoại dựng vợ gả chồng cho mấy đứa cháu rồi là mạnh ai mới đi. Rồi là ai có cuộc sống của người đó đúng không? Mạnh ai mới đi. Thôi thì hôm nay anh em tới thì cũng được biết về cái tình cảnh của chị Thúy. Thì cũng hy vọng là chia sẻ lên để xem mọi người có thương thì giúp đỡ cho chị. Còn anh em bọn mình thì nói chung là chỉ giúp trong cái khả năng của mình thôi.
Thì nói chung bạn Nguyễn thì giúp cho chị lấy lại chứng minh thư, cũng còn dư mấy trăm để tiền ăn. Thì mình cũng giúp để một ít để cho chị có tí vốn bán vé số để cho chị tự nuôi sống được bản thân mình thôi. Thì nói chung không giúp được nhiều. Thì nếu như các ai thương chị thì có thể giúp đỡ cho chị mướn nhà trọ này, hay là có cần có công việc làm thì có thể gọi điện cho bọn mình. Bọn mình sẽ liên hệ với chị Thúy và đưa chị Thúy, nếu chị Thúy đồng ý thì bọn mình sẽ đưa chị lên để làm công việc để kiếm sống ha. Thôi thì cũng không không còn thời gian nữa, cho nên là cũng xin chào chị Thúy ở đây. Hẹn gặp lại chị Thúy trong cái thời gian sớm nhất ha. Và bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong một cái clip gần nhất của bọn mình nha.